vu hủy mỡ Mactin Nanomax giải cứu mỡ an toàn cho phụ nữ trung niên và người già, không phẫu thuật, không nghỉ dưỡng. Viện thẩm mỹ Korea cam kết hoàn tiền nếu khách hàng không giảm được từ 10 đến 20kg. Cải thiện gần 10 bệnh lý do mỡ gây ra: huyết áp, tiểu đường, xương khớp, gan và máu nhiễm mỡ, ngủ không sâu giấc. Mỡ trung niên rắn chắc cực kỳ khó giảm. Mỡ hình thành lâu năm đã tạo thành liên kết hạt mỡ bền vững, khó phân tách, chuyển hóa và đào thải. Khả năng tăng sinh nhiệt tại các thi thể mỡ kém, da trùng chảy xệ nhiều. Công nghệ Mactin Nanomax phá vỡ hàng rào mỡ kiên cố như thế nào? Tính chất Nanomax bao gồm 3 thành phần chính: DNA cá hồi, nấm inchi, axit amin, chiết xuất 100% axit amin trái cây tươi, không bao gồm ngay cả 1% hóa chất, nên an toàn tuyệt đối. Các thành phần này nhẹ nhàng thẩm thấu vào hàng triệu tế bào mỡ, kể cả mỡ nội tạng, khiến chúng đào thải qua đường bài tiết. Thực hiện một lần duy nhất, làm xong khách hàng về nhà luôn, không chảy máu, không nghỉ dưỡng. Khách trung niên đạt được hiệu quả giảm béo như thế nào? Cô Mai giảm 22kg. Cô Nhạn giảm 20kg. Cô Vân giảm 12kg. Cô Hạnh giảm kỷ lục 25kg. Trong tháng này, Viện Thẩm mỹ Korea có những ưu đãi đặc biệt dành cho bạn. Viện Thẩm mỹ Korea, chúng tôi trân trọng chữ tâm, chữ tín và đề cao sức khỏe tiền bạc của khách hàng. Cảnh báo mạo danh, Viện Thẩm mỹ Korea chỉ có 2 địa chỉ duy nhất tại Hà Nội, tòa nhà 100 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội; tại Thành phố Hồ Chí Minh, tòa nhà số 1 Trần Nhật Duật, quận 1, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 1900 0361.